chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đông y Du khỏe của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay xin gửi đến những nội dung sau: tìm hiểu dị thuốc từ cây ké đầu ngựa là nội dung mở đầu chương trình trong mục Cẩm nang đông dược. Thưa quý vị và các bạn, ké đầu ngựa là một loại thảo dược nằm trong nhóm thuốc kháng viêm dùng để chữa trị các trường hợp viêm nhiễm ngoài da. Ngoài ra, ké đầu ngựa còn chữa trị các bệnh về khớp. Sau đây mời quý vị khán giả cùng tham khảo những bài thuốc từ loại thảo dược này. Ké đầu ngựa là một loại cây thuốc quen thuộc, mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam, còn có tên gọi là thương dĩ, thân có khía rãnh, có lông cứng, lá mọc so le, mép có khía răng không đều, quả hình thoi, có nhiều gai móc dào dật để bám. Cần phân biệt ké đầu ngựa với ké hoa đào, cũng là loại mọc hoang nhưng tác dụng không bằng. Ké đầu ngựa tốt là loại có trái to bằng đầu ngón tay cái. Theo đông y, quả ké có tính ôn, hơi đắng, vị ngọt nhạt, giàu kinh phế nên có tính năng khu phong trừ thấp, lợi tiểu tiêu diêm, giảm đau, chủ trị có thể xếp vào 3 nhóm chính: các bệnh ngoài da, bệnh mũi xoang, bệnh xương khớp. Y học hiện đại đã nghiên cứu thành phần hóa học của loại quả này có nhiều iốt và vitamin C, đặc biệt là trong lá. Quả non có nhiều vitamin C và các glucoside làm hạ glucose huyết. Xanthanin và xanthium có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn. Hạt ké có tỷ lệ dầu béo cao khoảng từ 30 đến 35%. Trong lâm sàng đã ứng dụng thành phần iốt để trị các bệnh thiếu iốt do bướu cổ đơn thuần. Ngoài ra, lá ké đầu ngựa được dùng làm thuốc nhuận trường, rễ được giã nát, dắt lấy nước đắp lên vùng da bị ung nhọt, qua dùng để bổ sức, an thần, làm ra mồ hôi. Do dược liệu này có độc nên chú ý liều dùng, cần có sự tư vấn của thầy thuốc. Đồng thời, ké đầu ngựa cấm chỉ định dùng cho những người huyết hư, gây đau đầu choáng váng, đau nhức toàn thân. Sau đây là một số bài thuốc từ cây ké đầu ngựa. Trị viêm mũi có tiết đàm vàng, niêm mạc mũi sưng phù nề, đau đầu, đau dùng cánh mũi. Ké đầu ngựa 12g, chi tử 20g, bạc hà 6g, tất cả tán dụng đem hãm với nước sôi, dùng như trà, uống lúc còn ấm, ngày một thang. Trị mụn nhọt, dùng toàn cây ké đầu ngựa, trừ rễ, phơi khô, nấu cao đặc, tán bột, do diên, ngày uống 3 lần, mỗi lần 15g. Trị tổ đỉa, quả ké 50g, thổ phục linh 50g, hạ khô thảo 50g, sinh địa 20g, hạt dành dành 15g, giỏ nút nắp 30g, tán bột thành viên, ngày uống 20-25g. Nổi mề đay, dạng mề đay đỏ, nóng, ngứa nhiều. Hạt ké đầu ngựa 15g, sinh địa 30g, bạc hà 12g, tất cả nấu với nước uống,